Christina. Sở thích của tôi đó là đi du lịch, chụp ảnh và ngắm trai đẹp. Ưu điểm của tôi đó là việc tôi quá hoàn hảo. Nhược điểm của tôi ư? Tôi không thể tìm ra nó. Lý do khi tôi đến với Christina đơn giản thôi, vì tôi thích màu đỏ. Sứ mệnh của tôi khi đến đây đó là mang lại niềm vui cho những người học tiếng Anh. Thế mạnh của tôi trong giảng dạy đó là tôi có thể biến hóa khôn lường, và tôi có thể biến đi và không ai có thể biết được.